Luce và các giấc chim bao. Khi Luce được cha cho một chiếc áo thụng và kể các giấc chim bao về cảnh cả nhà phải phục lại mình, các anh bắt đầu ghen ghét cậu. Jacob có 12 con trai bởi 4 bà vợ, bởi bà Lea, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar và Zebulon, bởi bà Rachel, chết lúc sinh con thứ hai, Giuse và Benjamin, bởi nàng hầu Binha của bà Rachel, Dan và Naphtali, bởi nàng hầu Zilpa của bà Lea, Gad và Ase. Trong số 12 người con này, Giuse, con bà Rachel, được cha cưng nhất. Ông cho nó những bộ quần áo sặc sỡ. Điều này khiến các anh của Giuse ghen tức. Chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi Giuse cùng với các anh đi chăn cừu cho cha rồi về nhà cáo tội các anh với cha. Khi các anh thấy Giuse được cha cưng hơn, họ ghét cậu và không thể nói điều gì tử tế với cậu. Bấy giờ, Giuse có một giấc chim bao và kể lại cho các anh. Các anh em đang bó lúa trên đồng. Bất ngờ bó lúa của em dựng đứng, trong khi các bó lúa của các anh sụp xuống lại quanh bó lúa của em. Các anh của Giuse nổi giận. Ý mày là chúng tao phải suy phục mày à? Mày cai trị chúng tao ư? Và họ càng ghét cậu vì giấc chim bao này. Về sau, Giuse còn kể cho các anh một giấc mơ khác nữa. Các anh nghe này, lần này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao sụp lại em. Giấc mơ này càng làm cho các anh ghen ghét cậu hơn nữa. Giuse kể giấc mơ cho cha cậu. Jacob mắng cậu: mày mơ thấy gì? Không lẽ cha mày, mẹ mày và các anh mày phải sụp xuống đất lại mày sao? Nhưng Jacob đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của giấc mơ này.